Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2019, mặc dù chịu nhiều tác động từ tình hình suy giảm kinh tế thế giới, nhưng ngành dệt may vẫn có mức tăng trưởng khá, đạt 39 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sang năm 2020, ngành này phải đối mặt với không ít khó khăn như thiếu nguồn hàng, dịch bệnh và tìm kiếm đơn hàng. Nhiều năm trở lại đây, ngành dệt may luôn tăng trưởng khá và là một trong những ngành công nghiệp chủ lực và mũi nhọn của Việt Nam. Tuy vậy, nhìn lại năm 2019, các doanh nghiệp dệt may đã trải qua rất nhiều khó khăn. Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, ông Nguyễn Xuân Dương cho biết, thời gian qua các doanh nghiệp dệt may phải chịu sức ép bởi những tác động của thị trường thế giới. Nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giá gia công giảm mạnh, ngành sợi vừa bị giảm giá lại không bán được hàng. Căng thẳng leo thang trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài cũng đã ảnh hưởng lớn đến ngành sợi Việt Nam. Cùng với đó, hàng dệt may Việt Nam đang mất dần lợi thế cạnh tranh so với các nước xuất khẩu khác là Ấn Độ và Bangladesh. Nhiều đơn hàng có xu hướng chuyển dịch sang hai quốc gia này, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng trầm trọng. Cũng theo đại diện VITAS, không chỉ gặp khó khăn do cạnh tranh gay gắt từ các thị trường xuất khẩu, ngành dệt may còn phải đối mặt với những thách thức trong nước. Nhiều doanh nghiệp dệt may còn nhỏ về quy mô, thiếu tiềm lực tài chính, công nghệ và kỹ thuật, khiến năng suất lao động bình quân thấp hơn so với các nước trong khu vực. Các chi phí đầu vào liên tục tăng làm suy giảm khả năng cạnh tranh. Thông thường cứ vào quý tư của năm trước, doanh nghiệp này đã có đơn hàng cho cả năm sau đó. Nhưng năm nay, đơn hàng chỉ bằng 80% so với cùng kỳ. Dù đặt mục tiêu tăng trưởng 10% cho năm 2020, song do thiếu đơn hàng vào cuối năm 2019, doanh nghiệp dệt may này chỉ đạt được mức tăng trưởng 5%. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì cái lượng đơn hàng đổ về Việt Nam bắt đầu giảm và một số các đơn vị của chúng tôi đã phải cho công nhân nghỉ chờ việc. Và một số các đơn vị khác thì là sản xuất cầm chừng. Ngay từ những tháng đầu năm nay, nhiều chuyên gia nhận định cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và việc ký thêm các hiệp định thương mại tự do sẽ giúp gia tăng đơn hàng từ Việt Nam. Song thực tế lại ngược lại. Năm 2019 là một năm có rất nhiều biến động và là một năm bất ổn nhất trong nhiều năm qua về các cái đơn hàng của các nhà nhập khẩu ở các cái thị trường lớn của May 10 như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản là biến động một cách mà rất là khó có thể là xoay sở. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đây là khó khăn chung của nhiều quốc gia xuất khẩu dệt may. Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam vẫn còn được đánh giá là khả quan hơn so với các quốc gia khác. Năm 2019 không đạt mục tiêu 40 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, nhưng vẫn phải ghi nhận ngành vẫn có mức tăng trưởng 7,55% so với năm 2018. Cái thách thức nhất là thách thức liên quan đến các nhãn hàng. Họ yêu cầu chúng ta phải có nguyên phụ liệu ở trong nước. Và đấy là cái cơ hội để chúng ta phải vượt qua được và chúng ta thích ứng được thị trường. Để từ thị trường ấy mà chúng ta giữ được phát triển. Mục tiêu chúng tôi năm 2020 sẽ là xuất khẩu khoảng 42 đến 43 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, một năm dự đoán còn nhiều khó khăn, bất ổn. Ngay từ đầu năm, dịch bệnh virus COVID-19 đã khiến nguồn cung nguyên vật liệu dệt may bị ảnh hưởng không nhỏ. Đối với ngành dệt may thì chúng ta một năm có thể sản xuất được khoảng cỡ 50 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, khoảng giữa tháng 3 vừa qua thì các cái vấn đề về vướng mắc về cung cấp nguyên phụ liệu từng bước đã cải thiện. Tuy nhiên thì đến trong vài ngày vừa qua thì các cái nhà mua lớn ở các cái thị trường như Mỹ hay là EU ấy, thì đã có các cái để các cái yêu cầu là đối với các cái đơn hàng trong tháng 3, hủy một số đơn hàng trong tháng 3 và hoãn và dừng đơn hàng trong tháng 4, tháng 5 và đơn hàng trong tháng 6 thì tạm dừng chưa đàm phán. Chuyện nguồn cung của thế giới ngoài Việt Nam thì thực sự cũng là một cái bài toán khó. Tuy nhiên thì theo cái báo cáo mới nhất thì chúng tôi cũng dự kiến là khoảng 10 ngày nữa thì thông tin sẽ rõ ràng về cái câu chuyện giao hàng. Thì thứ nhất là chúng tôi bị gián đoạn do thiếu hụt nguồn cung. Thứ hai là chúng tôi không đủ hàng làm giãn ca giãn giờ để cho đủ được làm người lao động thì cũng phải trả được. Dự kiến trong quý 1 sẽ bị hụt xuất thu ra công không đấy. 1,1 triệu trên tổng số là 4,4 triệu, như vậy tương đương khoảng 25% doanh thu gia công giảm. Cái nữa là về tổng doanh thu thì
thì chúng tôi dự kiến là giảm 10%. Thông qua các cái nắm bắt và thực tế ở thị trường cũng như những yêu cầu cụ thể của các doanh nghiệp thì chúng tôi đã đề xuất và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cho phép một số các giải pháp phát triển cái ngành công nghiệp sản xuất các cái khẩu trang, vải, kháng khuẩn và kháng giật vật. Bởi vì công suất trước mắt của chúng ta hiện nay là chúng ta có thể sản xuất hàng tháng là tới 40 triệu khẩu trang. Và với cái nguồn là cung nguyên liệu và sản phẩm, nguồn nguyên liệu đầu vào chúng ta hoàn toàn tự chủ và có thể cung ứng được. Trong năm nay, ngành đặt mục tiêu tổng giá trị xuất khẩu đạt 42 tỷ đô la Mỹ, phấn đấu đến năm 2025. Con số này là 60 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được kết quả trên, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp dệt may trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để tận dụng được cơ hội từ EVFTA, ngành dệt may cần chú trọng tháo gỡ những nút thắt về nguồn cung nguyên liệu đã và đang bị thiếu hụt. Cùng với đó là các vấn đề về nguồn nhân lực chất lượng cao, vấn đề môi trường. Đặc biệt, với xu hướng hội nhập và phát triển trong cuộc cách mạng 4.0, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự đổi mới mình, tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. Có như vậy mới đủ sức sánh vai và cạnh tranh với các đối tác lớn trên thế giới. Thêm vào đó, việc thực thi nghiêm ngặt quy tắc xuất xứ của thị trường EU cũng là một trở ngại không nhỏ. Với mục tiêu xuất khẩu 42 đến 43 tỷ đô la Mỹ, doanh nghiệp dệt may cần chuẩn hóa quy trình sản xuất, cắt giảm chi phí, tích cực tìm kiếm đối tác bạn hàng mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động liên kết với khách hàng để hình thành chuỗi sản xuất, đáp ứng quy tắc xuất xứ theo cam kết của các hiệp định thương mại cũng như tuân thủ yêu cầu của nhãn hàng về phát triển bền vững.